Làm thế nào để học tiếng Anh hiệu quả hơn gấp 5 lần? Hey guys, it's we again and welcome to Dr. English. Và hôm nay sẽ chia sẻ cho mọi người cái tip đầu tiên để mọi người có thể X5 again your level of English. Đó chính là không quan trọng bạn học với ai, không quan trọng tài liệu bạn học là gì, không quan trọng phương pháp học là gì. Again, đến khi nào mà các bạn đáp ứng đủ hai tiêu chí này, alright, khi nào bạn đáp ứng đủ nha hai tiêu chí này thì những cái kia đó, ok, ba yếu tố phía trên nó sẽ works, nghĩa là nó sẽ hiệu quả với cả nhà nha. Vậy yếu tố đầu tiên là gì? Đó chính là sự liên tục. Sự liên tục ở đây có nghĩa là không phải là 2-6 hoặc là 3-5 bay bạn duy trì. Now it doesn't work that way. Alright, it doesn't work that way. Đó chính là mỗi ngày từ thứ hai đến chủ nhật. Từ thứ hai đến chủ nhật mỗi ngày. Nhưng mà thời gian các bạn dùng cho nó chỉ là 30 phút mà thôi. Ok, 30 minutes every day from Monday to Sunday. Very good. Nếu các bạn có thể làm được điều này nha, đảm bảo luôn uy tín chất lượng luôn, lên level rất nhanh. Alright. Tiêu chí số 2 đó chính là sự lặp lại. Thế câu hỏi các bạn sẽ đặt ra là lặp lại bao nhiêu lần là đủ để mình có thể sử dụng và mình nghe là mình hiểu luôn bằng tiếng Anh luôn, và mình nói là mình chỉ nói thôi mà không phải dịch nữa. Con số đó chính là con số 30 lần. Mọi người nha, mọi người chủ động lặp lại một điều gì đó 30 lần liên tục, ok, trong một khoảng thời gian ngắn thôi, thì mọi người sẽ có khả năng là nghe là chỉ để hiểu thôi, nghe là chỉ nghe thôi, và nói là chỉ để nói thôi, không phải dịch nữa ha. Ok, 30 lần. Còn nếu các bạn không đảm bảo được hai tiêu chí này thì bạn học với ai nó cũng vậy thôi. Tài liệu bạn học là gì nó cũng như vậy thôi, và phương pháp bạn học là gì nó cũng là một thôi, nó doesn't work, nó sẽ không hiệu quả đâu. Ok, thế là câu hỏi là tại sao em phải học từ thứ hai đến chủ nhật luôn và liên tục như vậy? Thì đơn giản thôi, các mọi người hãy tìm đến một cái địa chỉ nha, cái thông tin này nè là forgetting curve. Forgetting curve đó là đường cong quên lãng. Alright, thì đường cong quên lãng này sẽ show cho mọi người thấy, sẽ chỉ cho mọi người thấy nha, là cái cấu trúc hoạt động xóa, ok, nguyên tắc xóa của nó bộ như thế nào qua một khoảng thời gian nhất định, thì mọi người sẽ biết là tại sao mình nên liên tục từ thứ hai đến chủ nhật mà không phải là 2-4-6 hoặc là 3-5-7. Alright, và 30 lần mọi người sẽ hỏi là làm sao em có thể chủ động lặp lại được 30 lần. Thì đây, nếu các bạn cần một chương trình học okay, giúp các bạn có thể là lặp đi lặp lại liên tục được, và một cái hệ thống học mà có thể track, như là theo dõi mọi người cụ thể mỗi ngày luôn, mỗi ngày cần học cái gì, thì mọi người hãy tham gia vào group Zalo ở phần ở phía dưới nhé. Tôi đã để cái link rồi, hãy vào đó, tôi sẽ show cho mọi người, tôi sẽ giúp cho mọi người học tiếng Anh nhanh hơn. Alright, and I'll see you next time, my friend.